Chào các bạn, mình là Quang Lâm đây. Hôm nay mình xin được trở lại show mấy cái con hàng của mình. Này là show những con cũ kèm những con mới nha. Nếu các bạn thích mình review về con nào thì mình sẽ làm clip về con đó. Thì các bạn cứ comment ở bên dưới để mình biết nha. Tại nói chung là mấy tháng nay không rảnh để quay clip đồ nên không có làm được, nên có gì các bạn thông cảm nha. Và bên này là phòng làm việc của ba mình, không có gì để xem hết. Và đây là bàn làm việc của mình, có mấy cái đổi mới dụng cụ. Cái này là sơn, phần này là sơn thinner rồi. Phần này thì mấy cái lọ panel line như thế này, Mosotter, Masseter, Semen, Sơn. Mấy cái chai này là top coat nha. Còn cái này là Mr. Super, kiểu như là phút sơn lót. Mình có hai chai sơn lót để nha. Grinder marker và dụng cụ sơn, thước, đồ, dít đồ. Nói chung là đủ thứ hết. Sản phẩm mình mới hoàn thành mấy tiếng nói không. Cái mình hoàn thành cái bộ vũ khí nha. Còn cái con Gundam là trước Tết mình về quê, mình gác ở dưới quê xong rồi đấy. Rất là đẹp. Mới dọn dẹp lại cái bàn. Mấy kia là phụ kiện còn dư đấy, để rải rác rồi. HGAZ cũng mới vừa ghép xong, mình sẽ cho các bạn xem. Tâm bông thì nhất thiết là cần lắm, khá là nhiều. Mua nói chung là mua chừng mấy chục hộp luôn để dành. Đấy, vô dụng cụ. Và mình sẽ cho các bạn show cho các bạn cái năm bắt đầu từ phía bên trong. Đấy, rất là nhiều luôn. Và ở trên cũng vậy thầy. Các bạn xem kỹ nha, rất là đẹp. AZ mới ráp xong. Cái này là Galaxy Build Dragon Sea Cosmos, con hàng mình mới mua cách đây mấy ngày, cũng mới vừa ráp xong luôn. Mấy con này là cũ rồi. Mấy cái này là vũ khí của Lightning, cái này là bộ vũ khí thêm. Trên này thì có dòng SD, S10 đồ. Cái mấy dòng này là dòng NX nha. Đấy. Qua tới tủ bên này, hai con Star Build Strike bản đặc biệt, bản Vergon và bản Plasky. Trên này thì Lego cũng vậy hết. Nanoroid gì đâu quên này, quên tên. Cái gì mà của trong dòng anime Guilty Round á, mình mua về nhưng mà chưa mở. Để chừng dưới này thì Fanku Attack on Titan, móc khóa rồi. Đèn này không, đừng có quan tâm nha. Nên rồi mình có khá là nhiều. Hai con Mikasa mẹ tặng con. Cái này là Levi. Bên này trong này là có Amin. Và trong đó thì có Eren. Mấy cái này là mình mua hàng chính hãng nha. Mình kiểu như mình không thích chơi hàng phát, tại hàng phát chơi rất là khó. Còn ăn dưới. Con gấu đó là của một shop sơn tặng mình. Cái móc khóa cũng vậy. Lúc mình mới mua con PG Unicorn vậy. Đây là Gundam trứng. Cái base rồi. Ai có xem phim Godzilla thì các bạn biết. Súng thì mô hình súng đột kích thôi. Cái này là Frame MG, mình mới có hai con. Và tủ này
手就没谁了。来，八个 R， 这个是 HG， 这个是 dòng Double， 这个是 dòng Ace， 这个是 dòng Seed và Destiny。Ở dưới là các bảng của Palmatop đó. Đây, show cho các bạn xem. Xong tủ mốt cho này chắc đựng thêm nữa. Tủ bên này thì có Metabill Strike Freedom.Con này là Tết năm trước mình mua, giá khá là chua nhưng mà đam mê mà. PG Win Free Freedom thì mình đang cố gắng hoàn thiện chưa xong. Cái này là PG Double có đèn luôn nha. Ở dưới là PG Unicorn Final Battle World. Cái này là Full Ammo. Cái này mình lười lắpLét dữ lắm. Kệ đi. Qua tủ tiếp theo. Cái này là chân MG. Đấy, Phoenix Renat Stabil Strike. Cái bắt này để riêng do không có chỗ đựng Ace đồ. Cái NC kia là bản Titanium như vậy. Còn này là bản HD Mobisuit K. Có thêm cái lồng đằng sauCon này là bản Funamo VK. Ở dưới này là dòng Seed Destiny. Đây. Ủa dòng Seed chứ quên. Seed Destiny cũng vậy kệ. Cái này là MG Justin mình lên line để kéo ra. Này là Freedom. Các bạn thắc mắc tại sao mình có hai con Freedom phải không?Con này là mình mua lẻ nè, còn con này mình mua mình được tặng kèm thêm cái Fitgel Bus. Cái này là nhân vật mình yêu thích. Còn cái này thì các bạn có xem phim thì coi cái tập Freedom giao đấu với con Providence nè, rất là đẹp. Con này có thêm một bản effect kia nữa, nhưng mình đang kiếm cái bản kia để coi có không, nếu có thì mình mua luôn. Dưới nàyNay là Freedom bản cũ. Strike Freedom này. Input 2 dạng Sport and Fox. Này là MG Double Zeta. Nó có thêm một bản nữa là bản thêm giáp độ. Chắc bản đó thì mình để từ từ thôi. Show hết luôn ạ.Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn có gì ý kiến gì thì comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn. Nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho kênh mình nha. Tạm biệt.